Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam ngày 18 tháng 8 bắt giam ông Nguyễn Tiến Thần, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong vụ án liên quan tới các chuyến bay mà Việt Nam gọi là giải cứu. Ông Thân là người thứ hai thuộc văn phòng chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính bị bắt giữ trong vụ này và là bị can thứ 17 bị khởi tố trong vụ án gây xôn xao dư luận liên quan tới việc đưa và nhận hối lộ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao ở Hà Nội và các tỉnh thành, xoay quanh số lượng hạn chế khoảng 2.000 chuyến bay thương mại hồi hương được phép vào Việt Nam trong thời gian hạn chế nghiêm ngặt vì COVID-2020-2021. Tính đến nay, Việt Nam đã khởi tố bắt giam 17 bị can tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các công ty dịch vụ du lịch. Trong đó có 12 bị can bị khởi tố về tội nhận hối lộ, 4 bị can về tội đưa hối lộ và 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có cả các thứ trưởng, cục trưởng, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can lợi dụng việc xét duyệt cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước để trục lợi cá nhân nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la theo truyền thông nhà nước